Siêu thị game.net bảo nạc lên quân Mobi thì vẫn may và 9k nhưng nghe là khung trả lấy tiền trong đầu Việt Nam. Ok, hello, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel Quang Linh Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một thứ không làm thử thách hoặc là không làm ẩm thực gì nữa. Và hôm nay mình sẽ làm trôn, trôn anh gia đen. Đó là mình sẽ đây có một lọ trôn mình mới mua xong. Thì mình đợi ngày này lâu lắm rồi. Tại vì mấy anh ít khi ngủ trưa lắm. Và mình lên thì mình thấy anh gia đen này đang ngủ và bây giờ mình sẽ vẽ lên mặt và tô son. Rồi khi anh Đen ngủ xong thì để xem phản ứng của anh Đen khi thấy mình son rồi là mình bôi, nói chung là tí nữa mình các bạn cùng xem. Thì bây giờ mình sẽ đi cài camera và tí có gì phản ứng của anh Đen thì như thế nào thì cũng các bạn cùng xem nhé. Và nhớ subscribe kênh cho mình nhé. Đấy. Đúng không? Ok thì bây giờ mình sẽ cài camera đây. Bỏ một góc này và một góc này. Khi anh này đi ra, khi anh này ngủ dậy và đi ra đây thì chắc chắn là anh này nhìn vào gương sẽ biết. Và phản ứng của anh Đen khi được tô son, lần đầu tô son con gái thì như thế nào. Đây, son mình, son này là son màu gì nhỉ? Màu hồng, màu hồng. Son này son màu hồng. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm luôn. Đây.
Ok xong rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ cài góc máy quay và tí để xem phản ứng của anh Dan khi lần đầu tô son thì như thế nào nhé. Đó các bạn ạ, thì nhìn cũng hay mà anh này cũng phản ứng cũng không có mấy, thì nói chung là cũng bình thường. Thì qua clip này nếu các bạn thấy hay cho mình một like, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog đi cùng mình nhé. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Ê ê ê ê ê ê. Ok thì mình cũng nghĩ ra ý tưởng trôn mấy anh này cho vui để mang lại tiếng cười cho mọi người. Thì mong các bạn ủng hộ cho mình nhé. Ê ê la ba ton đi. Nào đã. Ê ê. Muni tu. Bây giờ để sao cho. À đó. Siêu thị Akep.net. Bạn đã quên quân Mobi. Thì vẫn may và chính ca, nhưng nghe là khung trả lấy tiền nông đô Việt Nam.